Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của VidaShop. Mình sẽ đi tới cái phần là phần effect, là phần KTV. Thì tương tự như cái phần mid luôn. Thì cái phần KTV này các bạn cũng ấn vào. Ấn vào thì trên màn nó sẽ hiện nhấp nháy cái KTV này. Đó, thì các bạn có thể nhìn rất nhiều hướng này. Để các bạn vào trong cái tầng của nó. Nhưng mà cái phần echo này nó không phải phần để các bạn chỉnh cái EQ giải tầng, mà nó chỉ cho các bạn chỉnh những thông số mà cái tầng tiền nó mặc định sẵn thôi. Thì trước tiên mình sẽ nói sơ qua. Thì đầu tiên đó là phần echo, như lúc đầu mình đã nói thì cái phần KTV này nó sẽ có hai hiệu ứng echo chồng lên nhau, nó đi cho nó không phải từng cái tiếng rõ ràng như là speaker được. Các bạn nghe bằng tai các bạn sẽ thấy nó rất là rõ. Thì cái này nó sẽ được bố trí như thế này: echo A, repeat. Đó, repeat có nghĩa là cái phần echo A nó sẽ lặp lại như thế nào, bao nhiêu lần. Thế là hiện tại ở đây là 6 lần. Tiếp theo là echo A delay, là cái độ trễ là nó nằm ở tầm khoảng 184 mili. Tiếp theo là echo A volume, hiện tại volume của nó có 38 thôi. Tiếp theo là echo B, đó, echo B thì volume của nó là 68. Thì khi mà cái echo A thông thường này, các bạn sẽ đợi cái echo A nó thấp hơn echo B. Thì khi mà các bạn alo á, thì đồng thời lúc đó cái tiếng echo nó cũng sẽ ra theo luôn. Nhưng mà cái tiếng echo A nó sẽ nhỏ hơn thì mình sẽ không nghe được tiếng nhạc nhiều, mà nó chỉ có cái tiếng nó kiểu là nó lướt đi thôi. Đây là echo B high cut. Đây là các bạn cắt cái giải tầng cao của tiếng echo B này. Thì hiện tại đây là 90. Các bạn có thể cắt lên được nó điều động, các bạn nghe cái tiếng của nó quá sáng. Các bạn cái đuôi nó bị cái đuôi xì của nó, các bạn bị chói, các bạn cắt lên. Và tầm 100 cũng được. Thế là tới cái phần là echo B là vừa rồi có nghĩa là left right, có nghĩa là cái kiểu đá loa, nghĩa là cái tiếng nó sẽ đá qua đá lại như là cái hiệu stereo vậy, nó không còn là mono đó. Các bạn tăng lên càng nhiều thì cái hiệu đá loa nó càng nhanh đó. Alo, đây là cái phần mà nhận lại cái phần echo B này, nó là nó chỉ là cái thông số 80 thôi. Đây là echo B delay, là cái độ trễ luôn, nó sẽ trễ hơn 3 giây so với cái thằng echo A. Cảm ơn bạn đã xem hết video trên kênh của Shop Mình. Đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm thiết bị karaoke hay nhất. Và có ai muốn mua hàng thì giới thiệu giúp Shop Mình với.